Ok thì hôm nay chị sẽ hướng dẫn giang làm um, cái phần research về học bổng của hai cái tổ chức nổi tiếng của Mỹ dành cho những cái bạn mà khi mà qua đây uh, đi học ở nước ngoài hay có GPA từ 3.5 trở lên. Không phải là ai cũng được tham gia những cái tổ chức này honor society là những cái gọi là những cái um, uh, tổ chức danh giá khi mà có điểm số cao trên 3.5. Thì 3.5 trên bốn là thường cái đó là GPA trung bình thì ở Việt Nam cũng vậy và những cái bạn nào mà dưới như vậy thì không có được mời thì sẽ dành cho những cái bạn nằm ở trường Community College là trường cao đẳng cộng đồng ở Mỹ thì để mà trở thành member thành viên của hai cái tổ chức này thì thường là cứ mỗi khi mà em có cái điểm số sau một cái học kỳ thứ nhất khi mà em đã ở trong cái trường cao đẳng là thì đã em đã được gửi invitation Um, được mời để trở thành thành viên nhưng mà nhiều khi có những cái mistake hay là cái gì đó người ta không có keep track được hết tất cả những học sinh thì em cũng có thể self nominate là có nghĩa là uh, tự đề đ, tự đề cử bản thân mình nếu mà mình được TVA đó rồi đồng thời nữa là có thể contact với những cái người advisor để họ uh, gửi uh, invitation Tại vì nhiều khi một trường có hơn mấy nghìn học sinh thì như chị nói là nó không thể kiếp track được để mở gửi invitation. Nhưng mà thường á những cái những cái phí membership để trở thành member ở đây á, là họ học tất cả học sinh đều phải đóng 100 đô để mở trở thành nhưng mà cái này là lifetime membership thì họ access được những cái học bổng đồng thời nữa là nếu mà tham gia vào những cái tổ chức này thì có cơ hội học hỏi về leadership về lãnh đạo đồng thời làm nếu mà tham gia vào những cái organization gọi là club hoặc organization ở trong trường họ có từng chapter thì họ đồng thời cũng có thể um, có cơ hội trở thành uh, những cái người uh, leader trong 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 cái club đó chẳng hạn như uh, president trở thành chủ tịch của cái club đó rồi uh, vp of scholarship, vp of service và vp of um, um, cái gì chị quên rồi nhưng mà uh, có bốn leadership đó. Còn những cái tivi khác là để phục vụ Thì cái chapter cứ Những cái mục tiêu của những cái tổ chức này á Là Làm research khá nhiều Đó là lý do tại sao Một số bạn không có À, không có tham gia có có nghĩa là có trở thành member nhưng mà không có tham gia vì vì khi mà trở thành đứng đầu top học sinh của một trường nào đó thì thường các bạn phải làm uh, nghiên cứu để tìm hiểu xem những cái vấn đề gì mà trường hoặc là xã hội hoặc cái cộng đồng của của họ đang gặp phải và họ phải làm uh, nghiên cứu để tìm ra vấn đề và cách giải quyết để chính mình để thay đổi hoặc là để uh, giúp đỡ một cái group người nào đó thì đó lý do tại sao những cái cái club này nó thành lập. Uh, đồng thời nữa là nó có nhiều cái scholarship để giúp cho những cái bạn học sinh ở trường cao đẳng cộng đồng từ năm 2 năm uh, có có thể lấy học bổng toàn phần hoặc là học bổng một số học bổng gì đó uh, để mà transfer qua trường đại học 4 năm. Thì cái trường đại học và uh, cộng đồng thì thường nó mang theo cái dạng là Uh, rẻ tiền hơn và uh, chi phí không có cao, còn những cái trường mà đại học lớn ở Mỹ thì chi phí nó mắc hơn gặp khoảng ba bốn mấy mấy trăm gọi là từ mấy chục ngàn đô trở lên thì những cái bạn mà ở đây ở Mỹ ngay cả hiện tại ngay học sinh hoặc là dân định cư ở Mỹ cũng không thể có tiền đi học nổi thì họ tham gia vào những cái trường cao đẳng cộng đồng và những cái organization này để họ lấy học bổng toàn phần họ đi lên học những cái trường đại học lớn miễn phí và đồng thời nữa họ cũng có thể tiết kiệm tiền khi mà học ở trường cao đẳng Um, thì đa số những cái bạn mà tham gia ở đây Có những cái thành tích khá là vượt trội uh, Học nhiều khi còn Còn dữ dội hơn Những cái bạn học ở những cái trường đại học lớn Rồi thì ở đây um, Chị không có nói về những cái hình thức Mà làm sao để trôi Tại vì nó không có liên quan tới chủ đề của mình Nhưng mà chị sẽ phân tích về cái phần scholarship Vì mình sẽ cần sử dụng thông tin ở đây Để mình khám uh, ba lại với những cái phần cho những cái khách hàng của mình hoặc là những cái bạn học sinh uh, có ý định đi học ở Mỹ để làm sao như thế nào để thứ nhất là lấy được học bổng uh, từ trường cao đẳng để chuyển cấp lên thì um, trong đây um, thứ nhất chị sẽ đi vào cái trang web của là PTK gọi là Phi Theta Kappa um, thì nó là international thì khi mà em vào cái trang web scholarship thì như em thấy nó có rất là nhiều thông tin mà em chưa bao giờ hoặc là đọc vô cũng không hiểu như thế nào thì bây giờ chị sẽ đi phân tích từng cái cho em nắm được thì em đọc em thấy là họ có hơn 246 triệu đô học bổng dành cho những cái thành viên mà phù hợp đúng không à, sẽ giúp họ trở gọi là thực hiện ước mơ khi mà khi mà họ bắt đầu thì Um, cái lý do một không ít cũng nhiều người á tham gia cái tổ chức vai thầy các bà này là PTK là học bổng là một cái lý do lớn nhất và đầu tiên mà học sinh họ tham gia thì offer two types họ offer hai cái loại học bổng để giúp học sinh hoàn thành cái associate degree. Associate degree ở đây là cái bằng AA degree còn được gọi là bằng cao đẳng cộng đồng 2 năm. Um, để chuẩn bị cho những cái học sinh transfer lên trường đại học 4 năm. Đó thì nãy như chị cũng nói 4 years college là trường những trường đại học lớn hoặc là những trường um, những trường khác có theo 4 năm là bằng BA degree là bachelor degree là bằng cử nhân. Um, vì ở đây có gần một triệu rất là nhiều cái học bổng cạnh tranh thì um, họ có offer những cái cái đó qua cái foundation cái cái tổ chức của họ để gọi là hỗ trợ sinh viên có thể hoàn thành cái um, chứng chỉ của mình đúng không rồi mình có thể xem Additional Scholarship Offer Exclusive for PTK Member. Thì ngoài ra những cái học bổng chung chung cho toàn học sinh trên gọi là đất nước Mỹ. Thì ngoài ra họ còn có học bổng riêng dành cho PTK Only nếu mà gọi là member. Thì không phải là do của các tổ chức khác mà do cái tổ chức này tự có cho thành viên của họ. Rồi, thì Spring ở đây như em thấy là nó chia ra là Spring Program nè. Rồi for programs nè thì ở đây nó là gì? Là? Deadline has passed đúng không? For problems deadline for all programs has passed. Um, the BTK scholarship application will reopen January 2023. Rồi, um, rồi nó cũng có chia ra nhiều cái categories khác nhau. Chẳng hạn như transfer student là học sinh chuyển cấp. Chuyển cấp có nghĩa là um, họ có thể chuyển cấp từ trường Uh, high school lên tới university hoặc là từ um, cấp 3 lên tới uh, học ở trường college hoặc là transfer từ trường cao đẳng cộng đồng lên đại học 4 năm um, associate degree ở đây là trường đại học I mean um, trường cao đẳng cộng đồng bachelor degree là uh, 4 năm và bằng cử nhân rồi um, những cái cái um, dành cho những học sinh có nghề nghiệp và liên quan tới tech là học về cái gì liên quan tới um, technology công nghệ đó. Rồi nursing là dành cho những bạn học nghề về y, e. veterans thì nó liên quan tới um, dạng như um, dành cho những bạn mà đi lính. Rồi dual enrollment student thì nó học riêng, có nghĩa là dual enrollment là có nhiều bạn học song song, vừa học um, đang học ở trường cấp 3 mà vẫn học song song với bằng đại học luôn thì các bạn đọc học hai cái. Thì mình thấy nhưng mà nhớ mà em chưa có biết thì Mỹ sẽ chia ra theo từng mùa học đúng không? À, em có biết so far là Mỹ có bao nhiêu mùa học không? Dạ yeah, có hai mùa chị. Hai mùa là mùa gì? Dạ yeah, spring và fall. Ok, tại vì em thấy gì màn hình đúng không? Vậy chị hỏi em um, Một năm có mấy mùa? Dạ yeah, có 4 ừ, Là mùa gì? Dạ yeah, spring, uh, summer, fall và winter Như trường em là học 3 mùa Spring, uh, summer và fall ừ. Ok, yeah. cái đó spring, summer, fall, winter Thì cái tiếng Việt là nghĩa gì? và sinh hạ Thu đông Ừ, đúng rồi thì cái thứ nhất à, em nói mùa spring thì em cho chị biết ở Việt Nam bắt đầu là từ tháng mấy tới tháng mấy và ừ, dạ, từ uh, à, tháng 1 đến hệ tháng 3 uh, à, Summer là từ uh, à, tháng 4 đến hệ tháng 6 Mỗi mùa là 3 tháng ừ, Em cứ nói tiếp đi Dạ À, khi phón thi từ tháng 7 đến tháng 9 và winter thì 10 đến tháng 12. Ừ, ok. Thì cái đó là ở Việt Nam, đúng không? Thì nhưng mà thường em thấy ở Việt Nam học một mùa như vậy là bao bao nhiêu tháng? nhà nếu các trường bình thường thì sẽ uh, sẽ học từ uh, tháng 9 đến uh, từ đâu thẳng chỉnh đến uh, đại ờ uh, đã học thì uh, học thương là sẽ học từ đâu thẳng chỉnh đến uh, tâm thẳng uh, tháng 6 anh người song sổ tháng 7 gì đó là sẽ hết một năm thế năng. Tháng 6. Ừ nhưng mà chỉ nói thêm một semester à uh, là bao nhiêu tháng? Ờ ừ em không rõ các trường khác, nhưng mà trường em thì uh, sẽ là một semester là sẽ 10 tuần học và uh, 4 tuần là sẽ chia ra để thí. Bốn tuần, 6 tuần, 10 tuần Ừ. Ok, thì mỗi trường mỗi khác. Ok, thì nói chung là để chị giải thích cho và đồng thời nữa là cũng có kiến thức cho em ha. Thì thứ nhất... Yeah. Um, cái terminology của Mỹ hoặc là theo những cái thời gian nó chia ra khác nhau cũng tùy theo tiểu bang, cũng tùy theo gọi là um, cái năm nó như thế I mean cái trường nó như thế nào, tiểu bang nó ra sao và uh, nó độ như thế nào. Thì thường á spring ở bên Mỹ á sẽ bắt đầu vào tầm từ tháng 1 cho hoặc là tháng 2 cho tới tháng 4 hoặc tháng 5. Uh, thì mỗi cứ mỗi À, có chia ra hai term một term là gọi là semester đúng không semester thì nó đi theo là 4 tháng 4 months còn nếu mà quarter thì nó đi theo uh, là 3 tháng thì tùy theo mỗi trường đại học hoặc là cái trường hệ thống của trường đó tùy tiểu bang thì họ có thể sử dụng cái cái cái, cái hình thức của họ là học theo semester hoặc theo quarter thì cứ mỗi khi mà họ gọi semester là cứ động tự động học sinh họ sẽ hiểu được là 4 tháng còn nếu mà theo hệ thống quarter là học theo 3 tháng thì cái chương trình chương trình học nó sẽ dồn dồn lại khá nhiều và và học sinh phải nắm được cái tình hình đó để họ follow up với lại cái 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 quá trình học của họ rồi thì thường á ở bên Mỹ cũng chia ra theo bốn mùa học là như em nói là xuân hạ thu đông đúng không xuân bắt đầu đầu năm thì là sẽ là mùa spring thì sẽ bắt đầu spring thì sẽ bắt đầu là từ từ tháng 1 cho tới um, tháng 1 nếu mà trường nào mà đi theo quarter đó thì thường họ sẽ bắt đầu vào tháng 1 để mà họ đi kịp. Còn nếu mà trường nào đi theo semester đó thì họ chia ra đó thì thường họ sẽ bắt đầu vào tháng 2 à tháng 2 hoặc là chậm nhất là cuối tháng 1 à cho tới tháng 4. Thì đó là đi theo 4 tháng. Rồi xong rồi họ sẽ tới summer thì summer có nhiều khi trải dài từ tháng 5 tới tháng 7 là cho summer. Right. thì nó sẽ đi theo 2 tháng hoặc 3 tháng tùy theo tùy theo cái cái lớp rồi tiếp theo sẽ là mùa thu thì sẽ đi theo là mùa pho bắt đầu từ tháng 8 cho tới tháng 12 và Winter thì bắt đầu từ tháng 1 cho tới tháng uh, tháng 2 đó cái này là theo cái thời gian này thì nó sẽ đi theo cái hệ thống của semester ha rồi, nếu mà họ đi theo cái hệ thống của quarter theo 3 tháng thì cái um, những cái mùa mùa học của của họ cũng sẽ có những cái mùa gọi là spring, summer, fall, winter nhưng mà cái tháng của họ sẽ bắt đầu khác. Thì mùa spring của họ sẽ bắt đầu từ tháng 1 tới tháng 3. Um, summer maybe từ tháng 3 cho tới tháng 6. Um, for sẽ là từ tháng uh, tháng 6 tới tháng 9 và Winter sẽ là từ tháng 10 tới tháng 12 đó. thì em thấy không nó liên tục như vậy thì trường nào mà theo hệ thống mà học theo folder thì nó rất là liên tục tù tùy học xong cái là bắt đầu học tiếp học tiếp cái là bắt đầu có lớp khác cứ theo mùa như vậy cho nên là nhiều khi học sinh họ không có kịp họ không có kịp nghỉ đó. nhưng mà đối với những cái bạn mà học theo cái trường của semester là 4 tháng chia ra thì em thấy nó 4 tháng nữa hai tháng nó như vậy đó thì thường đối với du học sinh Um, thì những cái mùa này sẽ là một cái mùa bắt buộc để mà đi học cho những cái bạn đó thì là sẽ là mùa spring và mùa fall thì đây là hai mùa mà bắt đặc bắt buộc là học du học sinh phải đăng ký lớp uh, để mà đi học còn summer và winter thì đây là optional họ không có cần để mà đăng ký lớp cho nên họ được skip họ được nghỉ những cái tháng này để làm gì đó đi chơi hay là vacation nhưng mà vào cái mùa này thì phải học rồi rồi sau đó thì đó là lý do dẫn đến bây giờ em nắm được cái hệ thống về cái trường hoặc là cái mùa thời gian sự khác biệt giữa semester quarter và uh, theo từng cái mùa chưa? Dạ, yeah. dạ yeah, hmm. về là ví dụ như du học chỉ có du học sinh thì mới phải bắt, uh, bắt buộc học, học ha, hai kỳ spring kỳ fall summer với winter lựa chọn Có ví dụ mà ở uh, bàn đó là kiểu người Mỹ đó là phải học hết cả một kỳ luôn phải không chị? à không à, Mỹ họ muốn học lúc nào cũng được em họ có thể à. nghỉ cả năm à, rồi họ đi học học lại cũng được nhưng mà du học sinh thì phải phải học tiếp tục không có được nghỉ nhưng mà dân ở đây rồi không 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 có bắt buộc đi học em à, yeah. họ có nghỉ, họ có thể skip mùa winter mùa spring với nhau luôn nghỉ từ tháng 1 cho tới tháng 4 luôn rồi họ họ đi học lại hoặc là họ nghỉ từ tháng uh, từ tháng 1 cho tới mùa hè luôn họ đi học một năm họ đi học một phôi với này cũng được nữa tại vì họ dân định cư mà họ muốn làm gì họ làm Đúng không? nó khác nó sẽ khác so với dân học du học sinh thì dân các bạn du học sinh thì phải đương nhiên là phải học tại vì qua đây là mục đích là đi học thì nếu mà không học đăng ký lớp vào mùa spring và mùa fall thì sẽ bị đuổi về hoặc là bị terminate cái i 20 của mình đó rồi em có câu hỏi gì nữa trước khi chị qua cái khác không à uh, Ờ yeah. um, uh, 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 chị nói là kiểu như uh... Uh, kiểu như khi mình quá là mình sẽ học ở uh, trường cả những trường cao đẳng cộng đồng thì mình sẽ có cơ hội để uh, tham gia vào những uh, 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 tham gia vào tổ chức này thì uh, khi mà chuyển tiếp lấy là uh, ví dụ như mà uh, chuyển từ uh, cao đẳng cộng đồng uh, xong mình sẽ đến uh, đại học 4 năm xong rồi mình mới học tiếp uh, bằng thạc sĩ hay là học cao học uh, tiến sĩ đến từng nước như vậy hay là ví dụ như có một bà bên Việt Nam mà uh, kiểu muốn quá học đại học ở bên Việt Nam rồi nhưng mà muốn quá mà vẫn muốn uh, tham gia um, tham gia vào tổ chức để mà học uh, bạn học cao học thì bạn có phải học lại đại học cái 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 đại học bổn năm chứ kiểu như khi học còn đông xong rồi phải học đại học bổn năm rồi mới đi lên yeah. um, em repeat lại câu hỏi nó ngắn gọn nếu chị chưa hiểu lắm Dạ um, Dạ yeah. yeah, ý là uh, khi mà mình muốn tham gia vào uh, tổ chức này thì mình sẽ học những trường uh, cao đẳng cộng đồng trước rồi mình mới tham gia để mình học đến đại học đúng không chị Dạ ừ. yeah. uh, thì ví dụ như mà uh, khi mình uh, học cao đẳng cộng đồng trước thì mình sẽ tham gia tiếp theo là mình phải bắt buộc là phải uh, học đại học 4 năm. Rồi mình mới được lên những bằng bí ấy rồi bằng cao học uh, hay là những những ma ví dụ như uh, em ở Việt Nam em học đại học rồi ừ. mà em muốn quá và em muốn tham gia uh, vào tổ chức này thì em cũng sẽ phải uh, học cao đẳng cộng đồng. Xong rồi em phải tiếp tục học uh, uh, đại học 4 năm rồi em mới lên học bí ấy hay là uh, Ờ à, hay là không kinh đó chị ý em là như vậy Ok, chị hiểu cái ý của em rồi Nhưng mà thứ nhất Giờ chị hỏi em cái mục đích của em tham gia Những cái tổ chức này là gì nhà để xin học bổng Ok Thì em phải biết yeah. là coi họ có Và học bổng cho những cái 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 cái, cái giới cái, 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 cái degree nào đúng không Thì dạ yeah. Um, thứ nhất nếu mà cái, cái câu trả lời là khi mà em đã học xong đại học ở việt nam rồi thì em đã có bằng cấp rồi thì khi mà em qua mỹ thì em phải học tiếp cao hơn cái bằng em đang có trừ khi nào em muốn học lại từ đầu thì em bỏ cái bằng đó và em học lại có trường sẽ chấp nhận cái cho em chuyện học lại là và trở về ngược lại community college còn có những trường yeah. là cái gì đó họ bắt em đi tiếp chứ không cho em học lại nếu mà học chung ngành thì họ bắt em lên học bachelor degree học uh, master degree bằng thạc sĩ đúng không um, thì đối với cái tổ chức này và đối với những cái tổ chức của nscs thì thường họ offer scholarship mạnh mẽ cho những cái bạn từ trường hai năm lý do tại sao tại vì um, cái học bổng đó nó sẽ mạnh hơn Còn khi mà lên bachelor degree đó Họ cũng sẽ có Em cũng có thể tham gia được Từ uh, trong trường 4 năm luôn Nhưng mà cái bằng I Em nên mean là cái um, tiền học bổng nó sẽ thấp lại hơn Tại vì những cái bạn Mình vào được bachelor degree hoặc lên master Là đã có tiền rồi em hiểu không Chứ họ không có Phải cho tiền uh, uh, Nhiều như những cái bạn hai năm Nhưng mà nó cũng có Nhưng mà nó rất là hạn chế Hiểu không Dạ. Yeah. Ừ. Thì câu trả lời là có, là em ở bất kỳ level nào mặc dù 2 năm hay là 4 năm đại học hay là em lên học thì nó cũng có nhưng mà nó sẽ hạn chế tại vì những cái bạn mà vào được những cái trường đại học lớn của Mỹ rồi là tức là đã có tiền. Còn những bạn nào mà không có tiền để mà vào trường những cái trường đại học lớn thì họ muốn học ở những cái trường cộng đồng 2 năm hoặc là associate degree đồng nghĩa với trường 2 năm. Để mà họ lấy học bổng full ride à, họ vừa tiết kiệm tiền được ở dưới tại thay vì bỏ ra 2 năm học ở trường đại học lớn ở Mỹ. Nó cũng bằng như vậy, cũng bằng kiến thức và bằng những cái đó thôi ở trường trường trường, trường cao đẳng cộng đồng. Em hiểu không? Tại vì tất cả yeah. mà hai năm đầu đều học về những cái lớp căn bản là basic hết chứ không có gì khác biệt rồi sau khi vào chuyên ngành thì em mới bắt đầu học vào chuyên sau thì nó mới sự khác biệt thì đó là lý do tại sao mấy bạn save tiền từ lúc ở dưới thì để đi lên mấy bạn có tiền và mấy bạn học free à, chị đã giải thích cho em hiểu chưa dạ ừ, dạ yeah. ừ. yeah, rồi yeah. Ừ. em cảm ơn ừ. Ok, thì cái đó cũng là một cái topic khác Thì đó là lý do tại sao rất là nhiều content Mà chị phải chuẩn bị để cho tụi em Để tụi em có thể hiểu được Và tụi em sẽ biết nó Và từ từ nó mới absorb được Là mới hỏi được câu hỏi tiếp theo Nhưng mà mỗi cái giải thích về education bên này Về cái hệ thống nó rất là nhiều Và cần thời gian học hỏi Nhưng mà giờ chị sẽ so sơ so, mốt Chị sẽ soạn kỹ rồi chị, chị training lại cho mọi người Rồi thì đó lý do tại sao cái em thấy ở đây spring program deadline đã pass thì hiện tại bây giờ tại vì giờ cho chị biết giờ repeat lại coi spring là từ tháng mấy tới tháng mấy à, nếu như semester là từ tháng 2 đến tháng tư còn quarter đi từ tháng 1 đến tháng ba ừ. nhưng mà đối với những cái chỗ ở đây á thì thường họ tính theo semester hết cho em cho nên là em để ý trả lời theo um, cái um, cái semester đi ha thì ok hai cái cũng được nhưng mà thường á đa số những cái trường đại học á hoặc là những cái trường community college á họ sẽ học theo semester hết system. Rồi, thì đó lý do tại sao từ bây giờ hiện tại đang là tháng mấy? Dạ yeah, tháng 12. Ừ thì bây giờ mình vô rồi đương nhiên họ phải ghi cái này đúng không? Ừ. Yeah. Tại vì nó đã pass deadline Thế này là từ tháng 1 tới tháng 4 Mà này tháng 12 mình vô đây coi Thì đương nhiên cái này nó đã đóng rồi Rồi uh, For thì là từ tháng mấy tới tháng mấy yeah, Dạ tháng 8 đến tháng 12 Ok tháng 12 thì thường họ sẽ có cái deadline Nhưng mà bây giờ mình đã là Ngày 20 tháng 12 rồi Thì nhiều khi họ đã đóng deadline cách đây tuần trước Hay cái gì đó thì đương nhiên họ sẽ cũng ghi là Deadline for all program has passed Vừa mới ra rồi đúng không đó thì nó cũng past deadline rồi, họ sẽ mở lại một lần nữa là reopen là vào tháng January nè thì nó sẽ quay ngược lại cái gì? Spring. Đúng rồi, nó quay lại spring spring semester ha. Thì đó thì nhưng mà họ list ra cho em ở đây hoặc là cho mọi người ở đây để coi họ biết coi là cái gì cái gì cái gì. Rồi ok. Thì nhiều khi mình không có coi được, mình phải login mình là member mình mới biết được. Rồi. OK, chị sẽ giải transfer student như nãy chị cũng đã nói, um, Costs, finance aid for transfer students, không? Um, especially if you're paying for your own educations, there must are multitude of factors considered in deciding where you transfer, but consider giving priority to transfer-friendly college with 804 years college partners. um, the average transfer scholarship offered by partner college is 205, um, $2,500 a year. So, cái transfer scholarship này của PTK á, có nghĩa là automatic. Thì những người nào á, mà là thành viên của cái tổ chức này á, không cần em phải nộp. Uh, không cần em phải nộp học bổng hay làm gì nữa mà khi mà em trở thành thành viên của họ em cứ Um, chuyển sang trường khác từ những cái trường cộng đồng, cao đẳng cộng đồng lên những cái trường đại học lớn thì em tự động được khấu trừ tiền học tại vì em là BTK member đó thì có những trường họ sẽ discount 500, những trường discount 2.000, 2.000 rưỡi nhưng mà max Uh, nhiều trường nó sẽ chỉ có 2.000 rưỡi theo một năm thôi thì thí dụ như từ community college lên cái trường à, lớn là 40.000 đúng không 40.000 cho một năm thì uh, thì người ta sẽ khấu trừ lại 2.000 nhưng mà em không cần nợ và cái scholarship mà cái fees mà để um, trở thành member của cái tổ chức này nãy chị nói là bao nhiêu? Nhà một 000 đúng. Đúng rồi, mà giờ nó có thể lên đúng không? Thì em thấy không? 100 đô mà được khấu trừ như vậy không cần phải nộp học bổng mà còn được cái này là mình đang bị lỗ hay bị lợi. Ừ, ừ. thì đó là lý do tại sao nhiều bạn ở Việt Nam không có biết cái này tại vì đây là một tổ chức uh, lớn nhưng mà phải có điểm cao rồi nhiều khi ở đâu có qua đây đâu có ai để mà chỉ đâu đúng không? Mà có thí dụ như có biết thì cũng không biết rõ, cũng không có biết làm nghiên cứu thì nhiều khi tưởng là scam mà cũng không dám nộp rồi, không biết là phải bắt đầu từ đâu nên là nhiều khi các bạn nó bị bị mất đi cơ hội này, đó rồi. Um, mình có thể bấm vào tìm hiểu learn more and apply ở đây nhưng mà đa số thì um, như chị giải thích đó là transfer scholarship thường là sẽ tự động. Thì um, mình có thể coi thêm cái khác tí nữa nhưng mà Um, như chị nói đó là nó sẽ tự động nó khấu trừ sẵn rồi rồi đây là một cái hệ thống khác để mà tìm học bổng nữa thì mình có thể qua cái đó sau ha rồi để trở lại cái phần uh, phần này tiếp theo sẽ là dành cho associate degree Ok, applications open in spring, more than 200 scholarships awarded, up to $5,000 each. Thì có rất là nhiều cái học bổng hơn 200.000, hay bị hơn 200 cái học bổng được được trao trao thưởng đúng không? Thì nó cũng có thể bắt đầu từ 1.000 cho tới 5.000 mỗi cái học bổng đó. Thì mình có thể xem coi những cái đó là cái gì. Thì um, nó có thể ranking từ từ um, Coca-Cola Leaders, uh Gordon Graham Leaderships, Hearst Review Obador life, life, life to Completion Scholarship. Richard, um, Ronnie, there's so many. Đúng không? Um, thì dành cho những cái bạn mà ở dưới um, cấp cả, cao đẳng cộng đồng. Thì khi mà click vào đây á, thì em thấy nè. Op, thì đây là cái qualifications, right? Open to PTK members only. So, không phải là ai cũng có thể lấy được cái học bổng này. Mà nó chỉ dành cho ai? có thành viên của Ethiopia đúng rồi thì đó thì họ phải dành cho thành viên đây mà thí dụ như ở việt nam em nghĩ coi các bạn có qualify cho cái này không yeah, so. ừ, thì vậy tại vì chưa có qua mỹ mà chưa có trở thành thành viên thì làm sao mà họ có thể trở, lấy được cái học bổng này đúng không chỉ có khi nào mà các bạn nó đi học ở trường ở mỹ thì mới mới qualify người ta không có phân biệt ở nước nào nhưng mà miễn sao học trường đại học ở mỹ hoặc là học bằng cấp ở mỹ là em và sau khi mà pass cái này thì mới được qualify. Rồi, ngoài ra một cái qualification khác nữa là gì? Em đọc coi. Thì GPA tối thiểu 3.5. hoàn thành 12 đến 36 giờ của kỳ của kỳ học. Ờ uh, và có uh, bằng associate uh, degree không phải có bằng ha để ok để chị dịch cho nè thứ nhất yeah. là những cái đây là một đống này đây là qualification mà các bạn phải biết thứ nhất là các bạn đó phải là BTK member là một ha rồi những cái bạn nộp hồ sơ chẳng hạn như Giang đi Giang muốn nộp vô cái Coca Coca Cola leaders này of promise um, thì ví dụ chẳng hạn em mới à em, em coi thì bây giờ em thứ nhất điều kiện là PTK member thứ hai là em phải có GPA at least minimum là 3.5 và em đã hoàn thành 12 tới 36 hours có nghĩa là credits thì semester hours đây tính theo là credits thì cứ mỗi cái lớp như vậy sẽ là 3 credits thì em nghĩ coi 3 credit nhân lên bao nhiêu mới đủ 12 tới 36 chia ra thử đi 12 chia cho 3 là bao nhiêu 4 lớp đúng không yeah, 4, 4, đến, 4 đến 12 Ok 4 tới 12 thì cứ 4 4 4 4 lớp average em biết một 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 semester học là bao nhiêu lớp average dạ. Mm, yeah. Em không biết Em trả lời không biết phải không Ừ, dạ là bao nhiêu môn rồi chị Môn với lớp là giống nhau đó em à, dạ em cũng biết này nhưng mà thường thì em học uh, 4 đến năm môn Ok đúng rồi Thì trung bình á, là một cứ một mùa là từ khoảng 4 tới 5 Mà em có thể sách nhiều hơn nếu mà em có thể học được nhiều Đúng không? Tại vì nhiều lớp là phải mất nhiều thời gian thì đương nhiên cứ ví dụ như trung bình đi Bạn nào mà học dữ lắm đó Là sẽ thấy là sẽ lấy 5 lớp một mùa Còn mà 4 lớp là đã nhiều rồi Đúng không 4 lớp là 4 môn đó Thì đương nhiên trung bình nếu mà bây giờ Người ta yêu cầu 12 đi 12 chia cho 3 credit là 4 lớp Có nghĩa là từ at least phải học 4 một mùa Cho tới khoảng 2 mùa rưỡi Thì mới qualify cho Cái code này thì đương nhiên phải là năm năm hai đúng không? thì năm thứ nhất là là uh, fall với spring là 8 lớp 8 lớp. thí dụ mà mấy bạn nó học thêm uh, um, học thêm um, mùa winter với summer nữa là sẽ nhiều hơn thì cũng qualify rồi right đó thì tùy theo cái như vậy. and be currently enrolled in associate degree program có nghĩa là phải đang học uh, cái bằng associate degree đang phải đăng ký lớp đúng không chứ mà ví dụ như vậy em học xong mà hay là cái mùa đó em không có đăng ký lớp đi học thì làm sao em qualify được cho cái này đúng không right yeah. ừ, ok thì họ có 200 cái học bổng này và cứ mỗi cái như vậy là 1.000 đô thì đương nhiên từ 1.000 nhân lên 200 hết là bao nhiêu cả đóng tiền đúng không Nhưng mà họ có dành cho tất cả nhiều nước nhiều người trên nước Mỹ rồi 25 scholarship earmark for military là dành cho những cái bạn mà đi học lính. Um, 7 global leader a promise scholar awarded thì tổng cộng một đống ba cái này gặp lại là cũng đâu đó gần khoảng 200 000 đô học bổng cho Coca-Cola only, right? Rồi, right. tiếp theo là cái này là cũng là một cái scholarship khác thì em thấy em nó cũng qualification nó cũng giống như vậy. PTK members only. Applicant applicants must have minimum 3.5 be enrolled in associate degree. Nhưng mà cái này nó có khác nữa là nó nó có yêu cầu cái gì khác biệt cho so với cái ở trên. Dạ yeah, là có một số lên học là chỉ áp dụng cho một số lên học đấy chị. Đúng rồi thì họ yêu cầu um, program in the following majors thì họ refer vô cái criminal justice laws enforcement homeland security thì những cái gì liên quan tới ngành luật tại vì maybe cái cái học bổng này nó liên quan tới nè nó 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 nè Gordon Graham's leadership and ethics in criminal justice scholarship thì thường á những cái người mà cho học bổng là tại họ trong những cái ngành đó họ muốn support những cái người học những cái ngành đó thì họ dành ra dành cho những cái bạn mà có chuyên ngành như vậy để support tụi nó đúng không thì đự, đương, nhiên cứ mỗi học bổng gì là một ngàn một ngàn đô đó rồi um, chứ không phải là nào cũng được cho nên mình phải học mình phải đọc qualification cho nó kỹ thì đây gọi là qualification nè đó một nè hai nè ba nè bốn đúng không còn này một hai ba bốn này họ đâu có bắt buộc mình cái thứ hai đâu có bắt buộc hoàn thiện 12 tới 36 semester hours đâu đúng không nhiều khi học một semester bốn lớp là đạt cái đó rồi Right Rồi right, ok tiếp theo là Cái HERS review này NCLX thì chị không biết là cái gì Nhưng mà cũng thứ nhất Qualification là member PTK only Must be enrolled in nursing degree Đúng không? Thì bây giờ em học Thí dụ em học business là em nghĩ em có qualify cho cái này không? Cái gì đó không? Ừ, đó thì đã Rồi right. 225 scholarship hai rưỡi mỗi cái cho exam fees thì người ta cover cho em để ví dụ như mấy bạn học nursing mấy bạn phải thi mấy cái này nè thì người ta cover cho rồi free subscription to the premier HERS review for scholarship recipient thì thí dụ như cái bạn nào thắng giải cái đó thì họ sẽ có subscription free cho đi học những cái khóa này rồi tiếp theo là những cái phần này uh, cái học bổng tiếp open to btk members um, applicants must have minimum 3.5 Đúng không? Thì em cho chị biết là tại sao họ drop cái minimum này đây. Ừ, yeah, yeah, không biết phải không? Dạ. Yeah. Ok. Thì á, như chị nói á, là để mà trở thành được PTK member là em phải có minimum um, GPA là 3.5 3.5 đúng không Mà nhiều khi em học nhiều lớp Nó kiểu như rất là khó Thì maybe em drop below cái 3.5 đó Thì thứ nhất um, Để mà giữ vẫn được cái PTK member đó Thì đương nhiên là cái GPA cũng của em Cũng phải um, Nằm đâu đó cỡ 3.5 Nhưng mà khi mà em below Những cái semester khác á Em chỉ cần enter lúc đầu là 3.5 thôi Nhưng mà khi mà những cái semester khác đó, Nhiều khi em học nhiều hơn Rồi em học khó Mấy cái lớp nó khó đó Thì nó sẽ drop dưới 3. Chấm, thì em vẫn Vẫn maintain được cái scholarship đó Chứ không phải là Chứ không phải là Em họ kick em ra Rồi không cho em học nữa Đúng không? Tại vì họ live mà uh, Nhưng mà miễn sao em không có dưới 3.5 là được Đó Thì thì họ vẫn áp dụng cho những cái bạn này tại maybe cái cái này dành cho những cái, cái chuyên ngành khó nên họ ok với chuyện minimum 3.5 cũng được. Must graduate within 18 months from the time application. Um, thì ở đây là cái phần này á là must graduate là đã tốt nghiệp rồi. Đúng không? Trong vòng 18 tháng lúc, lúc mà cái khoảng thời gian nộp thì ví dụ như em em um, em tốt nghiệp mà hai bằng đằng bằng đại học admin đằng cử nhân 2 năm bằng cao đẳng cộng đồng 2 năm. Sau đó 4 tháng thì em thấy bọn em cũng apply được. À, miễn sao trong vòng cái khoảng thời gian này thôi, đó. Rồi. À, những cái này nữa thì như em thấy bây giờ em làm quen bây giờ em đọc cho chị những cái qualification list ra 1 2 3 4 cho chị coi. Dạ, yeah, một là Uh, PTK member hai là uh, GPA 3.5 chấm ừ. uh, năm và uh, cái thứ tư là uh, ở sẽ học cái ở degree là trong các cái ngân được liệt kê ở bên bên dưới ừ, đúng vậy đó. <laughs> đó. Thì em nhìn mấy từ từ em quen đúng không? Rồi, bây giờ thí dụ như khi mà mình thấy cái này là những basic căn bản thôi mà khi mình muốn vô mình coi coi là tại vì á, khi mà người ta show ra như vậy á, là người ta chỉ show những cái ngắn ngắn thôi để em coi là em có mát hay không chứ không có phải là show nhiều quá xong mà em mới coi hết thì khi nào mới em thấy oh, cái này mình hợp nè rồi em mới click vào cái detail đúng không thì khi mà em click vào detail thì nó sẽ hiện ra một cái dài hơn nó nhiều hơn đúng không Giang uh, để nó mới phù hợp đúng không dạ yeah. đó yeah. thì khi mà em nói oh, cái người của mình nè mình hợp những cái này nè một hai ba bốn mình có đủ hết thì bắt đầu em, em mới bấm vô cái phần đó thì section này bắt đầu nó ghi ra detail rõ hơn là cái gì thì đây là cái repeat lại like information hồi nãy đúng không thì bây giờ nó đi sang tới cái phần eligibility nè student must nè đó là phải bắt đầu mình detail mình kỹ nữa thì bây giờ đây là một cái phần khác để mà các bạn không ít cũng nhiều phải biết được là như thế nào thứ nhất nhiều khi á vậy giống như mình nhìn vô mình nói cái này của mình nhưng mà nhiều khi tí nữa mình đọc tiếp lại nó không qualify thì mình phải đọc kỹ ok giờ mình đi cái phần um, eligibility be currently enrolled through December 2022 in a minimum of six semester credits or nine quarter credits hour em thấy em học cái đó gọi là kỹ. Uh, semest semester credit nè hoặc là nine quarter credit nè of associate degree college degree at the time of applications, Ok, em hiểu đây là gì không? Dạ. Yeah. Là uh, hiện... Dạ, yeah, thì chỉ dịch như vậy luôn. Mm. Ok. Dạ. Yeah. Là be currently enrolled là tiện. Giống như là bây giờ đang là tháng 12 đúng không? Thì em phải Đúng. hiện tại để mà qualify được Để mà áp đáp ứng nhu cầu được Thỏa điều kiện cho cái học bổng này đó Là em phải đăng ký lớp Phải hiện tại đang đăng ký lớp Từ cái lúc thời điểm hôm bữa em coi Cho tới tháng 12 cuối năm nay Chứ ví dụ mà cái bạn nào mà không có đăng ký Hôm bữa tháng 4 mùa 4 đó Trước đó, đó là không có qualify cho cái này Đúng, Đúng. không? Tại không có đi học nhưng mà có đăng ký thì họ bắt minimum là bao nhiêu? Minimum là 6 semester credit hours. 6 semester credit hours là bao nhiêu lớp? Dạ hai lớp. Ừ đó. Tại vì semester thì nó đang đi theo cái gì? Dạ theo E. Ừ, rồi một 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 kỳ của cái đó là bao nhiêu thường á không không có bất kể là semester hay quarter mỗi lớp cứ tính như vậy là ba cái lịch đúng không? Yeah. bạn nào mới vô vậy? là yeah, chị Thiên. À. ok. rồi Đợi chị chút ok thì uh, trở lại tiếp tục cái phần đó là đương nhiên là các bạn đó phải thật đang đăng ký lớp cho tới tháng 12 và đồng thời nữa là phải đăng ký at least hai lớp mới được. Và còn nếu mà học theo quarter đó thì phải là ba ba credit nine credits đúng không? Nine credit là ba lớp. Rồi. À, của cái bằng à, bằng associate degree là bằng à, bằng 2 năm college level college level đó họ ghi rất là kỹ associate degree college level chứ không phải là của university. Rồi. Right. À, cái eligible tiếp theo là BTK nè, members in good standing. Good standing có nghĩa là gì? Good standing là whole minimum of 3 PA, GPA là 3.5 phải có 3.5 out of 4, 4 0 Đúng không? 3.5 trên 4. À, của tại cái thời gian mà họ nộp cái hồ sơ đó Tại vì thí dụ như họ có thể 3.5 mùa trước mà mùa này họ hơi 3.2 thì sao thì em nghĩ có được không? Mà lúc mà họ nộp cái hồ sơ đó mà họ 3.2 thì có được không? Ừ. ừ. Thì đó họ phải ghi là at the time of application. Được không? Rồi, tiếp theo complete 12 tới 36 semester credit of college um, by January 31 thì họ có ghi ra luôn nè là semester credit hours họ nhiều khi họ bỏ vô đây để họ 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 giải thích cho mình luôn em thấy không nó rất là kỹ họ làm việc nè thấy không đó đây là những cái content mà mình làm rất là nhiều đó lý do tại sao mình chỉ dành đặc biệt cho những cái bạn là khách hàng thôi chứ cái này mà đưa ra rất là tốn thời gian của mình đúng không thời gian dạ yeah. ừ. đó thì phải có một đội ngũ chuyên làm này về cái scholarship nữa mà mà làm sao mấy tụi em hoặc là chị có đủ thời gian cho mấy bạn đó rồi um, not hold an associate or bachelor degree from any college. Thì em giải thích cho chị cái này coi. Là sao? Uh, nhà là Nhà không không dạ không dạ không có không phải là đang học cửa bằng cửa nhìn hay là từ kia, trường cao đẳng Trong... yeah. Ok. Cái ý này á có nghĩa là em phải chưa bao giờ tốt nghiệp ở trường nào cả. Thí dụ như em đã là sinh viên và đã tốt nghiệp cái bằng associate ở ở chỗ college khác là em đã có cái bằng cấp rồi thì làm sao em nộp được cái này nữa, đúng không? Có nghĩa là em mới tin luôn, em chưa có đi học chỗ nào, đây là cái trường đại học đầu tiên và đây là cái bằng degree đầu tiên của em thì em mới qualify, còn nếu mà em đã uh, học cái trường khác là học nursing, học y tá xong rồi qua đây em đang học về uh, uh, kỹ sư hay cái gì đó thì em nghĩ nó có qualify không? Ừ yeah, đó. So. Ừ đó, thì đó là lý do tại sao họ nói là not hold an associate degree from any college. Là chưa có bao giờ có cái bằng cả. Rồi. Cái một cái cái eligible, eligible eligibility khác hold temporary or permanent residence in the country of the college the student is attending or must possess a visa considered appropriate by the college. Đúng không? Rồi, thì cái này cũng là một cái phần qualification khác nhiều khi nó cũng gọi là đặc biệt dành cho người ở đây thôi thì họ bắt mình là phải có mình đang là gọi là cư trú tạm thời hoặc là thẻ xanh gọi là temporary or permanent resident in the country of the college students is attend thì nếu mà em đang attend cái trường đại học ở Mỹ mà em đang là du học sinh thì em nghĩ em có qualify cho này không? Ừ, tại vì em đang là resident of Vietnam đúng không? Country of Vietnam đúng không? Còn đây là mình đang học ở trường yeah. của mình, có ra tại sao mình không có qualify. Rồi, nhiều khi hoặc là họ có ghi là or must possess a visa considered appropriate by the college. Thì nhiều khi em cũng có thể nắm giữ một cái visa được coi được cái trường đó thì nhiều khi nó cũng exceptional tại vì hồi xưa là nó chỉ dành cho cho thẻ xanh hoặc là dân định cư ở đây mới được cái học bổng này thôi, còn nhiều khi các bạn du học sinh không có được cái này. Đúng không? Rồi Uh, nhưng mà họ có ghi nè Please see our article sections for acceptable documents verifying proof of citizenship Thì bây giờ mình vô thử đây coi họ để gì Nhiều bạn không có biết Sấn xác đúng không Vô coi đó không, không có biết Thì ở đây họ list ra luôn Là những cái nước nào qualify Thì bây giờ chị em thấy ông rất là nhiều Và đây là một cái chỗ cho mình để mà mình làm về Ờ uh, resources cho cái 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 resource của em về scholarship khá lớn đúng không đó đây tại vì hồi xưa chị làm vp scholarship của cái tổ chức này cho cái chapter của chị à, và chị muốn đạt được học bổng right ok thì bây giờ nãy là mình đang coi cái chỗ đó là coca cola đúng không dạ yeah. ừ. Uhm. thì em nhìn coi nè bây giờ nè nó vô đây là Coca-Cola Academic Team, Coca-Cola Leaders of Promise, Dr. Mary Hurt Texas Region Scholarship. Thì bây giờ nó đang nằm ở trong cái phần gì? Đây là cái học bổng tên gì? Cái này là học bổng là Coca-Cola Leaders of Promise Scholarship. Đúng không? Thì đây là cái cái điều kiện. Thì nè, Coca-Cola Leaders of Coca-Cola Leaders of Promise. Nè, đúng không? Thì allows for US citizens, nationals, US permanent residents, asylees, Cuban refugee citizenship status thì em nghĩ Việt Nam mình có đủ không Việt, Vietnamese um, có có qualify cho này không dạ hình như là không rồi ok một cái khác để cho em biết nữa để mà hiểu được ha thì thứ nhất như chị nói US citizen là chắc chắn là những người Mỹ US permanent resident là thẻ xanh là tạm thời thôi chưa phải là là citizen đúng không này là mang quốc tịch còn này là dân định cư thẻ xanh thôi đó um, refugee asylees là chị cũng đã giải thích trong cái video mười cách để lấy thẻ xanh rồi đúng không dạ. refugee refugee citizenship nữa nè đó là tị nạn đó thì là được dành cho cái này thì bây giờ để mình tìm coi tại vì em phải nhìn em phải biết được em phải catch được Em thấy cái chữ F1 không? Còn nếu mà mình không có, mình không có nhìn được hết thì mình đương nhiên mình sẽ bấm có F1 visa nó sẽ hiện ra hai cái resource. Thì bên kia mình đọc cái đầu tiên, à có cái này có visa đó. Rồi, mình quay ngược lại. All US Academic Team New Century Pathway Scholarship blah, 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 allow US citizen, US permanent residents, temporary residents, international students attending US college with F1 visa. Cái này có potential cho mình này đúng không? tại đã dành cho du yeah. học sinh mà đang học những cái trường đại học với F1 visa làm đi du học. Rồi, right. PTK members enrolled in associate degree program in Canada. PTK members enrolled in associate Soviet nations PTK chapter assigned blah blah blah. Thì đó, thì ví dụ mà bạn nào mà đang hay du học sinh mà học ở những cái trường đại học lớn của Mỹ thì maybe apply cho all USA academic team những cái này còn lại, còn những cái mà Coca-Cola này khác thì không. Rồi, right. một cái phần khác mình coi dưới The citizenship status and corresponding citizenship documents below uh, Only acceptable forms of citizenship at this time at these guidance are instituted by donor donor contracts Đúng không? Thì international student nè uh, Đó, thì thí dụ như họ những cái giấy tờ mà họ cần mình cung cấp á để mà qualify á thì bây giờ họ chia ra thì đương nhiên thí dụ mà em là citizen của Mỹ thì họ yêu cầu em là một là có US passport hay là US birth certificate để mà nộp để cho cái học bổng này của cái câu câu là đúng không còn mà em đang nằm trong rơi và cái 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 này US permanent residence đang thẻ xanh thì đương nhiên phải nộp per, permanent resident card là cái thẻ xanh hoặc là green card alien gì vậy cái này ai một năm gì đó để mà họ biết được cái season trip của mình là cái gì nếu mà em không phải dân định cư rồi, thí dụ mà du học sinh attending thì đương nhiên phải có nợp cho họ là F1 Visa and valid I-20, đúng không? Thế em biết I-20 là cái gì không? Ừ. Ừ. Không, ok, F1 Visa thì thường á ở cái định nghĩa F1 á, visa là F1 là du học sinh ha thì gọi là F1 visa yeah. là cái để mà cấp cho em để mà em bước qua được nước Mỹ giống như cái cái passport gì đó nhưng mình muốn qua Mỹ thì họ phải có cái visa chứ passport nó không có hiệu lực để đi Mỹ của Việt Nam mình còn cái yeah. I20 là cái giấy tờ mà trường đó cấp phép cho em để em được đi học ở Mỹ thì đó là cái giấy I20 thì nhưng mà ở đây tại sao họ ghi cái chữ valid là Valid là đương nhiên phải còn hạn Acceptable um, Chứ không thể bây giờ Ví dụ như cái Y20 đó Chỉ cho em học từ 2016 tới 18 Thì em nghĩ tới thì điểm 2022 này còn valid không? Được không? Ừ thì đó Họ phải có chữ valid là còn hạn Còn nếu mà đã expire rồi là em thua Đúng không? rồi thì cứ từng cái trường hợp như vậy là họ sẽ list ra khá là kỹ và rõ ràng cho mình để mình hiểu ở đây để mình follow um, thì đây là một cái content khá lớn rồi một cái phần khác nữa đúng không em đọc nãy giờ trên này là bây giờ mình thấy mình oh mình hào hứng quá trời luôn Xong đối cuộc mình mình xuống đây mình thấy mình thua chưa? Yeah. Ừ, đó là có nhiều khi cuộc đời như vậy đó à, tôi có một hai ba nhưng mà cái thứ 4 không được thì mất Đúng không chứ không phải là dễ khi mà tìm scholarship rất khó và rất là nhiều cái để mà tìm được một cái mà match với cái cái status của mình rồi những cái gì mình đang làm có là một cái vấn đề khác và đòi hỏi rất là nhiều cái kiến thức đó rồi ptk global scholarship provides ptk members who are international with financial resources to help defray educational while on associate degree program to develop uh, là ok thì cái này em đọc không thấy không PTK Cap và global leaders thì bây giờ họ không có họ không có giới hạn nữa tại vì mình đang ở leaders of promise đúng không? Nhưng mà họ có một cái học bổng khác dành cho là PTK global leader là dành cho thế giới đúng không? Toàn cầu um, thì scholarship programs PTK members who are international students with financial resources to help defray educational expenses, while enroll in associate degree program to develop leadership potential, pro participant in the PTK program. Họ có thể giúp du học sinh, đúng không? Nhiều nước ở nước ngoài khi mà họ có những cái tài chính khó khăn để mà giảm những cái chi phí học ở đó, học ở trường, để mà khi mà họ phát triển về leadership nữa. Rồi applicants must be eligible for the Coca-Cola Promise of Scholarship programs and will apply to the same application. Đó. Um, thì đó là những cái mà mà mình thấy không thì mỗi năm như vậy người ta sẽ chọn ra từ những cái trường đại học lớn. I mean sorry, những cái um, community college thì mỗi trường chỉ có nhiều khi cái chọn ra một bạn thôi, có nhiều trường cũng có hai bạn nữa nhưng mà nó phải rất là competitive. Mỗi trường đó là phải top lắm trường, cái người advisor họ mới ghi cái um, recommendation letter cho mình để mình chọn học bổng. Đúng không? Chứ không phải ai cũng nhận được. Rồi. Right. Um thì như chị nói, để mà được những cái học bổng ở đây thì em thấy em thấy em đọc coi cái cái tên của cái scholarship cái chữ nào là cái chữ mà um stand out nhất mà em thấy mà họ looking for mà nãy giờ em cứ đọc thì yeah, tôi nhắc tới leader về leadership. Ờ, em thấy không? Leader và leadership mà để mình đạt được những cái qualification không những trôi được phải đi học giỏi mà còn phải có leadership. Đúng không? Mà không phải ai cũng thở có thể trở thành được leader. Mà không phải ai cũng biết làm sao để trở thành Uh, người lãnh đạo giỏi đó lý do tại sao đối với Mỹ chuyện học là một chuyện nhưng mà để mà đạt được mà trở thành top leader của một tổ chức hoặc là một trường hoặc là một cái club mà mình đang tham gia đó là chuyện người ta consider nhiều hơn là cái chuyện học của em uh, không cần biết là em học cao hay cái gì học giỏi gì đó học ai cũng học được nếu mà chỉ có học còn leader làm họ còn require nhiều cái hơn là về tính chất lãnh đạo làm sao em handle được um, công việc của em và lãnh đạo người khác rồi hướng dẫn cho người khác như thế nào đó là lý do tại sao học bổng nó sẽ khác dành cho những người để họ train thành đa số là thành leader đúng không người một lãnh đạo tương lai em thấy à uh, promise leader or promise global leaders đó thì đó là lý do tại sao chị mạnh về leadership ở đây uh, mà không phải những cái phần khác thì dẫn đến um, là em hiểu được lý do những cái cách management của chị nó mạnh về những cái gì mà chị đang làm tại vì cũng vì những cái tổ chức này và những cái personality của chị rồi thì sơ so sơ so em hiểu được những cái phần này chưa Đấy, à, rồi giờ thì... dạ, những lúc mình liệt kế ở trên cái bảng của website là mình chỉ Như cậy ở lúc này mình sáng đúng chị đúng rồi nhưng mà chị phải training cho dạ. Ngày đó là một kiến thức rất là lớn để mà em hiểu được xong rồi bây giờ mình sẽ làm sơ sơ nữa thì thứ nhất nãy giờ mình đi theo yeah. cái degree đúng không? Bây giờ mình sẽ qua bachelor. Rồi. Thì bachelor nó cũng sẽ tương tự như vậy thôi. Uhm... Thì bachelor nó cũng sẽ dành cho hiện tại các bạn có những cái bạn mà nãy trong associate degree á, có thể đạt được trong hai cái năm đầu tiên mà các bạn mà các bạn um, đang học ở trường Chứ không cần phải đợi tới transfer Right uh, Khi mà em click vào bachelor degree Thì nó sẽ là một cái khác Nó sẽ qualification khác Đây nè Thì đây là dành cho 4 năm Đúng không Bachelor degree học bổng Thì cái này chẳng hạn như Open to BTK members that will be transferring Full time to senior institutions In the fall Terms and demonstrate outstanding Academic achievement đó thì cái will be transferring này á, là có nghĩa là những cái bạn này có thể nộp vào cái năm cuối cùng của cái năm năm associate degree của các bạn thì associate degree học bao nhiêu năm em nói cho chị nghe dạ hai năm ừ thì đương nhiên là cái năm cuối cùng Nếu không phải cố gắng nhìn vậy thôi chứ rất là nhanh thí dụ như bây giờ em vô em học hết vào mùa em học mùa thứ hai em mới biết về cái tổ chức này thì em nghĩ em có bill đủ cái kinh nghiệm hoặc những cái thực tế gì mà để mà trở thành cái top student cho để mà transfer đây để, để nhận được học bổng này không giờ thí dụ như yeah. mùa cuối cùng em mới biết được cái tổ chức này thì sao dạ yeah. dạ yeah. quả khỏi để để được đúng rồi thì chị nói đó có nhiều người phát hiện cuối cùng trễ để chị nè chị biết rất là trễ luôn và lúc đó chị phải extend thêm ra để chị học thêm để chị đạt được học bổng và nhiều cái khác nữa mà đâu phải dễ là mình phải build theo 5 tháng à, đó lý do tại sao hồi xưa chị rất là passion để mà giúp mấy đứa nhỏ nhỏ hơn chị lấy được học bổng tại vì chị biết khá trễ mà chị muốn giúp tụi nó không biết sớm đó Thì em thấy cái passion của chị lớn về những cái này là như vậy à, rồi thì đương nhiên á, là những cái bạn mà gần tốt nghiệp là phải có ý định transfer lên học những cái trường uh, khác để cho cái senior uh, mùa fall tiếp theo. Thì ví dụ như mấy bạn đó mà transfer ra mùa spring không có qualify. Đúng không? Họ phải tốt nghiệp đâu đó gần tháng 5 á, thì họ mới transfer vào tháng 8 thì nó mới qualify. Em thấy không? Ngay cả cái thời gian timeline nó cũng phải match với nhau nữa chứ không phải muốn đi lúc nào cũng được. Đúng không em? Yeah.、Mm. Yeah. thì thường đó, là lý do tại sao khi các bạn nào mà ở bên Việt Nam mà qua bên Mỹ học đó, nên bắt đầu vào mùa fall semester đó là tháng 8 đó là lý do tại sao chị không có chị không có gấp cái vụ mà cái công ty của mình tại vì còn rất là nhiều thời gian mà thí dụ như tháng 1, tháng 2 là mình phải bắt đầu rồi mà thường cái process của mình sẽ mất thời gian lâu như vậy để training các bạn từ ở bên Việt Nam qua thì qua là họ đã ready cho những cái này rồi chứ không phải là qua mới bắt đầu học lại từ đầu hoặc là mới biết được những cái này quá trễ so với những cái 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 lứa sẽ khác của đất nước khác đất nước khác người ta nhanh đó thì lý do là chị chậm mà chắc rồi uh, thì đó là những cái mà em hiểu được cái khác đúng không để mà để mà nắm bắt được cái tình hình như thế nào thì bây giờ đối với cái phần mà uh, công ty mình làm mà để ra trên website thì chỉ cần bây giờ ví dụ như scholarship names thôi thì em có thể để những cái tên này right em chưa cần chia ra section tại vì section đó mình là mình chia ra kỹ lưỡng sẽ dành cho những cái bạn mà uh, là nhân viên của mình hoặc là khách hàng của mình còn hiện tại ở trên này chỉ là ghi ra thôi thì chỉ cần ghi tên scholarship name là uh, high transfer scholarship đúng không um, high transfer scholarship qualification là gì yeah, uh, P P P K member, mm. uh, transferring from time, uh, senior situation in the net form, và yeah. uh, demonstrate outstanding academic achievement. achievement. Ok, thì em nghĩ mình có đủ yeah. chỗ để ghi qualification ở đây dài như vậy không? Dạ yeah, không. Ừ, ok, thì bây giờ rốt cuộc em phải tóm gọn lại cái gì mà ghi đủ ở đây. Dạ yeah, um, yeah, em sẽ ghi là PTK uh, member um, Only đúng không Dạ yeah. ừ, Vậy thôi được rồi Không có đủ chỗ uh, yeah. để mà ghi đâu Không có chủ chỗ để mà ghi đâu Chỉ cần ghi PTK member only Được rồi Đúng yeah. không rồi a world là gì? À, dạ bảy 500 năm trăm đô. Ừ, đó. Um, rồi cái deadline. Dạ yeah, deadline là. Ở đây nó có deadline không? Dạ, dạ không, dạ em. Ok, thí dụ mà ở đó nó không có ha, thì vô đây mình coi thôi coi. Ok. Trời nó không có deadline thì mình không có để deadline. Đúng không? Dạ. Yeah. Ừ. Um, chị có một người bạn chung lứa với chị, cái anh cái anh đó là người châu Phi. Um, rất là biết trễ về BTK luôn và lúc đó cũng là một người um, gọi là rất là bê bối, không những trong việc thời gian lúc nào cũng đi trễ nè. Rồi học thì cũng ok, giỏi, học computer science. Uh, nhưng mà không biết gì về cách sắp xếp thời gian và lãnh đạo cũng không có, nhưng mà chỉ chạy cái leader trong cái chung organization với chị để mà lấy học bổng, đúng không? Thì khi mà starting là rất là tệ uh, và chị cũng phải nói chuyện rất là nhiều để mà training bạn rồi bạn học rất là nhiều thì sau khoảng thời gian làm việc chung với chị không ít cũng nhiều bạn nó cũng thay đổi khá lớn và bản thân chị cũng thấy được sự phát triển grow của bạn đó sau khoảng 4 năm tháng thì thứ nhất là phải có sự kích động của bản thân muốn thay đổi và thứ hai nữa là bạn nó cũng surround với những người mà giỏi hơn bạn hoặc là motivate bạn rồi push đúng không để người ta học hỏi được à, làm việc chăm chỉ hơn thì đó là lý do uh, bạn đó không những đạt được cái high scholarship này mà em thấy không em thấy qualification có bao cho bao nhiêu người nè em coi coi em ừ, ơi mà bạn đó nằm bạn nó đạt giải được cái học bổng đó 10 mà compete với bao nhiêu toàn nước Mỹ chỉ có 10 người thôi là em thấy rất competitive không? Dạ. Yeah. Ừ. Mm. 10 người đứng nước Mỹ mà không những đạt được cái học bổng này mà còn được học bổng full ride cho um, vô trường đại học SMU là uh, full ride cho cái phó đó là 200.000 đô và học trường đại được 4 năm. Đó là chung thêm với chị. Từ một người rất là clumsy, lazy, always late for everything, doesn't know what to do and everything. And his name is Kirwell Morgus. Yeah. Ừ. Đây là trường đại học mà em à, bên trường Community College mà chị học nè. Em thấy không? Yeah. Đó, không cần um, là em sẽ từ đâu. Nhưng mà yeah. nó quan trọng là em store như thế nào và em nỗ lực như thế nào để đạt được. Yeah ừ. lúc này chị nói là em học computer science em chỉ học em. chị học event planning thôi em nhưng mà uh, team ừ. đó là team của chị và cái group đó là cái group cũ của chị chị là đáng lẽ là chị chạy VP chị chạy cho president của organization này hồi đưa là chị chạy president cho này vì khi mà chị biết được cái cái honor society này rất là trễ vào gần cái năm cuối của chị rồi và tại vì trước đó có một group khác là uh, gọi là cũng là mấy bạn mà cũng có mấy bạn African đó. African American cũng có mà African cũng có chạy cái này thì đó mới cái thị trường này thì nói chung là em em nghĩ coi người ta biết về những cái chương trình học bổng này thì là người ta làm gì chia sẻ cho em đúng không không có nhiều người chia sẻ ừ. Uh, người ta giữ khăn khăn cho bản thân Và lúc đó các bạn đó cũng nhỏ Nên các bạn nó không có biết chạy nhiều về những cái tổ chức này Thật sự cái organization này Rất 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 xứng đáng Hoặc là rất là rất là đáng để mà rất là nhiều người biết nhưng mà lúc đó dân Việt Nam qua không có ai biết nhiều cả và chị thấy được cái cách quản lý của các bạn rất là tệ và không có khe cho những cái người member của mình thì lúc đó chị rất là step up đó chị lúc năm đầu tiên đó mà chị biết được cái này chị chỉ đi tham gia thôi chị đi lúc nào straight up cũng một năm chị đi um, và ngay cả bây giờ nhớ mặt chị sau đó chạy cho president để mà chị thay đổi chị muốn tất cả mọi được người ở trong trường đều biết được cái về cái tổ chức này um, rồi đồng thời nữa những cái mà gọi là cảm thấy tự nhiên mình bị mất đi cơ hội rồi những cái đứa việt nam nó biết không biết gì đó mình thấy nó tội quá thì chị chạy thì nhưng mà chị chị, thi, chị thua một phiếu bầu so với cái con bé kia uh, chung nhỏ tuổi hơn chị khá nhiều nhỏ hơn chị 4 tuổi nhưng mà tại vì nó là em của cái thằng uh, thằng nhóc nằm trong cái officer đó tụi nó vote cho nhau tụi nó biết tại vì tụi nó tay trong mà em hiểu không tụi nó vote cho nhau tụi nó biết là nhỏ bé đó sắp thua nên là nhờ người khác vô giờ <laughs> thế là chị thua một phiếu nhưng mà chưa bao giờ một ngày nào đó chị ác like vp chị lúc nào cũng ác like president hết um, đó là lý do tại sao mà những cái presentation của chị lúc mà chị muốn chạy cho president của tổ chức này là rất là mãnh liệt mà người ta cũng có thể thấy điều đó và trong xuyên suốt một năm chị chưa bao giờ chị thấy có chị thấy có cái mindset của chị là chị là VP cả lúc nào chị cũng act run and everything like president mặc dù chị là VP đúng không? cho nên là nhiều khi có rất là nhiều conflict tại vì cái cách lãnh đạo của chị mấy mấy đứa nó nhỏ nó chưa có biết làm hoặc là gì đó thì đó lý do tại sao chị rất là passion tại vì khi mà biết được cái này tổ chức này hả giúp được không nhiều cũng rất là nhiều đứa để để có học bổng em hiểu không mấy đứa Việt Nam này rồi làm sao để transfer này rất là ấy luôn thì em nghĩ coi những cái đứa như vậy đó cái thằng nhóc này chị nói là một cái trường hợp hiển nhiên nằm trong ở đây không những đạt cái này mà còn được giải học bổng rất là cảm ơn chị rất là nhiều lúc nào nó cũng appreciate chị hết đó nói cảm ơn you push me or you train me chị không có cần lấy học bổng cho những cái phần này hiểu không mà chị vui khi mà những cái người đó phát triển um, để mà thay đổi được bản thân và lúc đó chị rất là passion về mấy cái tổ chức này luôn. Uhm, chị cũng không dạ. chị không có chị không có nhận dạ, học. chị ơi chị đợi em một xíu được chị? Ừ. Dạ. đây chị gửi cho nó. <laughs> <laughs> Really? Mm -hmm. dạ, yeah. dạ ừ. yeah, em sống với chị. ờ à, vậy chị cũng quên chị nói gì rồi? Dạ, yeah, chị đang nói đang kể chuyện là uh, leadership. à. Của chị, mới, chị... Yeah. chị mới gửi cho cái anh đó nè. đâu rồi? kira bell morgan phải không? Ừ. chị gửi cho anh đó. Tại vì hồi đó giờ chị không có thấy cái này Giờ chị mới thấy đó Giờ chị training em chị mới thấy cái này Xong rồi mới thấy cái tên bạn này pop up Cho nên là em thấy cái tổ chức này Sau khi mà bây giờ trải qua mấy năm Họ vẫn còn có tên em Em thấy nó vinh dự không ừ, Dạ còn Chờ ừ. cái này là Cái này là international organization luôn Chứ không phải là national nha em Nó có nhiều nước ở yeah ở bên Cuba này nọ nữa đó thì em thấy không đó là lý do tại sao chị muốn những cái bạn trẻ bên Việt Nam qua để mà nằm trong những cái cái tổ chức này nè rất là lớn và rất là vinh dự và nhiều khi em nằm trong ban lãnh đạo nhà trường trả cho em đi bay đi bay đó chỗ này chỗ kia cover hết cho tụi em và tụi em học được rất 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 nhiều về những cái khác nữa đó là lý do tại sao chị rất là feel blessed vì hồi xưa khi mà chị biết được chị được đi đây đi đó cho đó là lý do chị thích chia sẻ lại cho mấy bạn của mình biết rồi ok thì nói chung là bây giờ em cũng hiểu được đúng không thì đây như chị nói sẽ là một cái nguồn resources cho mình làm khá lớn và trong tương lai tại vì bây giờ mình chỉ cần show ra cho những cái bạn đó gọi là basic để mình các bạn nó biết được uh, những cái học bổng này là gì thôi thì mà một á, là để mình hút khách hàng thứ hai là mình để để mình training long term để mình biết là mình lead họ đi đâu làm cái gì thì đây là những cái mà tổ chức À, mà họ cần biết đến vì không phải là ai qua Mỹ hoặc là học ở đây cũng đều biết đâu tại thứ nhất là uh, không phải nhiều khi không phải 3.5 mà mấy bạn tham gia mấy bạn cũng không để ý mấy bạn cũng biết cái này là gì cả và benefits ra sao hoặc là những cái potential benefits gì mà các bạn được em không nhưng mà có một những cái học bổng gọi là lớn khác nữa là học bổng full ride hơn 200.000 đô transfer học free thì em thấy không nó rất là bự nó rất là big things compare to um, những cái scholarship khác nhưng mà nó còn gọi là một cái bề dày để cần build một portfolio profile mà mà phải training rất kỹ chứ không phải là muốn vô rồi học học rồi vô đây là dễ dàng nào đó là lý do tại sao chị phải coach cho mấy bạn phải train từ ban đầu mà nó phải mất theo uh, phương diện là one to two years hoặc more chứ không phải là dễ dàng vô cái chuyển qua ba mỹ muốn làm gì làm đó Um, một phần khác nữa là cái học bổng đó chỉ dành cho những cái bạn mà um, đi học ở Mỹ cái nó gọi là nó để coi chị đi kiếm nó coi để chị coi coi nó gọi là một cái transfer scholarship khác gọi là chị kiếm nha hình như là chị cũng được all USA academic team hay sao Ờ không, cái này, cái này khác. Không có lộn cái đó đứa khác um, để xem cái đó cái cái học bổng kia tên là kiếm là những giờ quên hết trơn để chị kiếm đây chị nhớ là gì gửi cho um, nhưng mà cái cái học bổng đó nó sẽ cho phép em gọi là không thí dụ như em đang học ở tiểu bang này em sẽ được mua đi tiêu bạn khác trường cái đó học bổng nó cover hết và đồng thời nữa là em chưa bao giờ từng học ở một cái community college khác trên hai semester có nghĩa là một semester thì ok còn nếu mà em đã từng học ở ở you know, trường đại học của mỹ á Um, thì em không có qualify nữa đó là lý do tại sao chị cũng rất là buồn vì lúc mà chị qua ở đây á năm đầu tiên chị đi học là chị đi học exchange student ở trường đại học University West Florida hai semester đúng không thì khi mà chị quay ngược về Việt Nam và chị đổi visa là chị đi học lại community college mặc dù ở Việt Nam chị có 3 năm học ở, ở trường đại học đúng không nhưng mà chị chưa tốt nghiệp chị chưa có bằng thì khi mà chị qua đó chị chỉ học exchange thôi trao đổi sinh viên thôi cũng hai semester thì chị quay ngược lại đây chị học lại từ đầu community college là associate degree đúng không thì khi mà muốn chị muốn apply cho cái scholarship đó mà full ride gì đó chị quên tên rồi uh, thì chị không có qualify thì tại sao không có thể giải thích cho chị biết uh, bởi vì uh họ nói là kiểu mình chưa tốt nghiệp cái băng đó không phải cái qualification là chưa chưa được tốt nghiệp ở trường nào là một à, phải chưa bao giờ attend cái, cái 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 cái, trường đại học ở Mỹ hơn một semester dạ yeah thì nghĩa nãy giờ cái trường hợp chị kể thì chị bị vướng cái nào mà chị không được chị học hơn hai semester đúng không chị học hai semester đúng không dạ yeah. Ừ thì đó là lý do chị không có qualify em thấy không cũng ừ. thể khi mình muốn nhưng mà nó không có được nó không có may mắn thì đó lý do tại sao mình phải biết rõ ngay từ đầu mình phải đi đúng đường và không có repeat những cái sai đó à, thì mình mới mới được chứ nhiều khi qua mấy bạn không biết mấy bạn đi học chỗ khác rồi hồi nữa muốn để mà gom được cái 200 trăm ngàn đô này hồi nữa đâu có qualify tại vì không có biết để đi sai được đúng không thì đó là rất là quan trọng yeah. Ok. Thì nãy giờ chị hướng dẫn cho em không ít cũng nhiều em cũng biết được về những cái định nghĩa về khác nhau giữa bốn mùa spring, semester, spring, winter rồi summer này nào, các kiểu ha. Đồng thời nữa là sự khác biệt giữa quarter và semester là hai và đồng thời là associate degree, bachelor degree rồi những cái khác rồi thế nào mà mình biết được mình để đọc mình, mình đọc được cái qualifications, eligibility um, so on thì dẫn đến là trong cái application cần có gì đó thì cái đó là một cái topic khác mà mình cần phải coi để research thêm chẳng hạn như là how to write applications blah 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 à, gì đó thì mình phải research thì cái này những cái phần này là những cái phần mà um, mình mình cần mình cần giáo cho các bạn để các bạn nộp được cái hoàn thiện được cái application của 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 các bạn Đúng không? Mình chỉ ghi ra những cái demo cho các bạn hiểu thôi Rồi bây giờ em cũng có thể biết List được những cái scholarship name Với những cái phần này mà chị giải thích rồi đúng không Dạ yeah. Rồi ok Thì cái đó em làm đi Thì như chị nói Trên đây là chỉ cái bản demo Để nhá hàng cho mấy bạn biết Là tiền bao nhiêu bao nhiêu bao nhiêu thôi Còn thí dụ mà mấy bạn muốn biết được Access những cái thông tin này Thì các bạn phải là khách hàng của mình Hoặc là sign up uh, Để trở thành Chứ không phải là cái thông tin này Ai cũng biết được Mà ví dụ như có biết được Bây giờ chị chị sẵn sàng chị gửi cho mấy bạn luôn á Public luôn á Mấy bạn cũng không có biết Bắt đầu từ đâu á Phải không em Dạ yeah. Đây đó đó là sự khác biệt giữa có người mentor Coaching cho em Và em tự làm một mình Chắc chắn em sẽ đi lâu hơn Mà mấy bạn nào mà có những cái mindset là Ồ tôi tự làm mọi thứ được Chị hiểu Nó không phải dễ Chị cũng từng như vậy Chị cũng muốn từng tự làm Tự dạy tự kia Nhưng mà tại sao Khi một người mà đã có kiến thức Trong cái lĩnh vực đó Họ giỏi về cái đó Họ dành thời gian Thì những cái người mà mindset Mà poor mindset Nói Ôi tôi sẽ tiết kiệm tiền Tôi tự làm được Thì em nghĩ coi Cái thời gian mà em tự làm Nó sẽ mất bao lâu như nhà lỗ hơn chắc cấp 2 cấp 3 nữa. Ừ, thì đó. Còn những người mà mà rich mindset người ta sẽ sử dụng thời gian đó người sẽ trả tiền cho người khác để người ta làm cho mình đúng không? Nhưng mà làm hoàn toàn mọi thứ thì nó sẽ khác so với vừa người ta làm mà người ta chỉ em để em cũng có kiến thức và em biết biết được cái đó như thế nào. Thì chỗ của mình không làm cho người ta hoàn toàn tại cái này là người ta phải tự làm để sau này người ta còn biết nộp cho những cái phần khác đúng không à, chứ mình không có phải là uh, đưa tiền cho mình hết là mình mình uh, mình làm cho mấy bạn tại vì nó đâu có dễ dàng như vậy mình chỉ hướng dẫn cho các bạn và uh, trả lời những cái câu hỏi nào đó thôi và đào tạo các bạn biết được làm như thế nào em hiểu không dạ yeah. Ok, thì á, Giang cứ làm Add vô những cái này thêm mà có rồi Thì á, đưa chị review lại Còn những phần này em cứ review Em thử làm thử cái application này Rồi sau này chị sẽ gửi cho em um, Trước tuần này Tất cả những cái phần gì Tip và Logs application scholarship của chị Và làm sao để mà Những cái khác nữa Để mà em có thể viết cái bài blog đầu tiên Liên quan um, Tới làm sao để hướng dẫn các bạn làm nhưng mà cái này mình chưa cần public mình cứ đăng website thôi mình chứ mình không có cần đăng ở những chỗ khác để em có content để mình click vô đây gắn liền vào chỗ này thì nói bên mấy anh IT thì bỏ cái đó vô cho mình ha nếu mà được dạ yeah. rồi ok em mới có gì làm xong thì gửi lại chị cái này ngắn rồi cho nên gửi chị review trong hôm nay sáng nay dạ yeah, ok chị năm cái thôi một hai bốn năm